Khi tôi đang làm clip thì gặp ngay quân đoàn của anh toàn top 1 vô đối và cái kết thắng bại tại đồng đội là có thật. Mọi người ghé kênh YouTube ủng hộ mình với nhé. Và nếu như các bạn có bạn bè thì hãy gọi một các bạn của các bạn vào xem trận thi đấu này đi. Thì có thể rất lâu nữa chúng ta mới chứng kiến một trận đấu hay như thế này.
các bạn có bạn.